Thầy phải stay up, thì thật sự quý vị mà khi mới vào chương trình, một số mới rất là nhiều không biết thầy là ai, vô đây bày đặt chỉ cho người ta nhạc thánh ca thánh khỉ, biết khỉ gì ta thánh ca, thầy đâu biết khỉ gì đâu quý vị. Thầy cũng chả biết, thầy cũng như phàm phu tục tử như các em thôi. Mình yêu mến anh văn nghệ thì mình không có kỳ thị nhạc này là nhạc rock, nhạc này là nhạc rap, hoặc nhà này nhạc thờ của nhạc Thiên Chúa giáo, hay là Tinh Lành, hay là nhạc này của Phật giáo Hòa Hảo hay Cao Đài. Không có quý vị ơi, khi đã học trường nhạc, quý vị 4 năm đại học nó bắt quý vị học cái cua Music Appreciation, thì dịch cho quý vị là gì? Phải thông cảm những cái nhạc của người khác thì mình mới lấy nhạc mình. Đừng bao giờ nói tôi không thích nhạc sơn, tôi thích nhạc rock, rồi đi được cái nhà thờ hay đi được cái chùa nào đánh nhạc rock không à quý vị. Bởi vì tụi trẻ mà khi mà nó ai mà muốn ban nhạc mà không chịu coi cái video của nó, dù nó đánh rock đến nỗi trời ơi mày trả nó bao nhiêu, thì thầy mới nói ban nhạc trả có 300. Hỏi sao vậy, 300 thì nó đánh vậy, tại sao mướn ban nhạc 3.000 thì 3.000 nó mới đánh được nhạc tôi quý vị. Mấy đứa nhỏ nó vô nó cứ dậy cứ dậy cứ dậy không mà nó rock không mà từ đầu đến cuối đám cưới của người ta chắc cô dâu chú rể chỉ nghe được, còn ngoài ra tất cả ông bà cha mẹ ai cũng bỏ đi hết. Có nghĩa là gì quý vị? Chưa chắc mình là giỏi về một nhạc mà mình đi giỏi về thánh ca, mà chưa chắc những người thánh ca giỏi về nhạc tình ca. Quý vị nên học một cái cua là gì? Mở cái lòng ra. Nó gọi là Music Appreciation. Không tin thầy thì vô trường đại học lắc cái cua Music Appreciation, có nghĩa là gì? Mình phải mở lòng cho những cái dân tộc khác, họ có cái nền âm nhạc Latin Music, họ đó có bolero cha cha từ ngàn đời rồi. Đối Việt Nam mình không? Không, tao không đánh cha cha, tao đánh bolero thôi. Quý vị đang trong ở cái thế giới của quý vị đâu phải Nguyễn Phương Hằng. Nguyễn Phương Hằng muốn nói gì là nói, có nghĩa là gì? Tao giàu tao được quyền nói. Nói bậy. Thì cái người nhạc sĩ cũng vậy, đang ở trong một cái chùa nói không, chùa này cấm không cho hát nhạc bolero. Hỏi sao gì? Tại vì thất tình lục dục vô chùa mà không hát được nhạc đạo cũng bậy luôn nữa. Cái tấm lòng khi mình dâng hén hay tấm lòng mình phục vụ cho đời, thì từ cái tấm lòng đó ra, tha mình có một cái thân giác, thân xác dơ còn hơn mà cái tâm nó không trong sạch. Đó thầy hỏi quý vị đúng. Ở đời nó là gì? Tôi biết quá nhiều về nhạc mà khi người ta đánh bolero không cho đánh, người ta đánh phát không cho đánh, bắt phải đánh bờ tiết kêu là cái này gì đâu phải gọi là hòa âm quý vị. Thì trong trường nó có cua gọi là Music Appreciation. Rồi, lúc mà thầy học vô ngành xong thầy mới nói, wow, có thêm nó gọi là âm nhạc có màu sắc. Ủa thưa thầy cô, em đâu phải là học hội họa đâu mà màu sắc. Quý vị, nếu mà quý vị muốn một cái bài nhạc mà nó đạt hơn á, có nghĩa là quý vị vô mà intro vô á, tại sao quý vị không intro outro bằng cái đó quý vị đánh? Đó thì đâu có được, mình còn nữa. Nhưng mà những cái detail này ai đánh, có trả tiền đâu mà đánh, đúng không quý vị? Nhưng mà âm nhạc nếu mình muốn mà lên nữa thì mình phải cầu tiến, mở lòng ra. Ô chị Thiên Chúa hả? Ok, em chỉ đánh được nhạc đời, nhưng mà em ráng em cố gắng em làm. Ủa chị Tinh Lành hả? Rồi em cũng mở lòng được, em là đạo Thiên Chúa em vẫn mở được. Ủa chị là Tinh Lành hả? Tôi là đạo Phật, nhưng mà giờ tôi là người Phật giáo thì vẫn đánh ra chị. Cái đó Chúa mới độ cho mình, Phật mới độ cho mình. Còn đây mà mình đi kỳ thị nó thì chắc chết thôi, thầy bảo đảm chắc chết quý vị. Không có ai mà mê nhạc được như thầy nha, như cô Thủy hay là cô Khánh Thùy. Tại những người đó họ đi phụng thờ cho Chúa, họ không cần biết đêm ngày sáng tối họ tập dượt rất là nhiều. Nhưng mà khi đi vô là cái ban mà văn nghệ bác, thầy nói cái này không đúng. Tụi em đã học có chuẩn có hết rồi. Tại vì khi mà thấy cái thác trên nó viết 44, chẳng lẽ em đi đánh 24, thác cái trời nó đang 34, chẳng em đánh bolero, không có được quý vị. Dòng nhạc nó chuẩn trên dòng nhạc của Mỹ. Thánh ca là Mỹ quý vị biết, mấy ông cha, mấy ông mục sư đồ bay trên nhạc Mỹ rồi dịch lời qua Việt Nam. Nhạc Mỹ là bay trên country music, tất cả country music được bay trên thánh ca gospel music. Có nào mời thằng bí đồ nói bí đồ làm ngày sáng tác dùng bài nhạc rock làm gì khác, Rolling Stone làm sáng tác bài nhạc rock không có đâu quý vị. Thành ra bên nhớ nhạc country music là liên quan, mà trong country music lại có bolero, quý vị lại không biết. Quý vị là nói thầy nói láo, thầy nói thiệt quý vị.
nghe country music mà chiếm đi, nó đánh bolero còn hay hơn nhạc rock nữa. Nhưng mà quý vị có tiền đâu mà mua dĩa nó, có tiền đâu mà mua album của nó, cũng 20-30, nghe lén ở trên đài hit radio top 100 thôi. Thành ra mình phải mở lòng cho tất cả loại nhạc. Rồi bây giờ Khánh Thùy, quý vị không biết Khánh Thùy, nói Khánh Thùy không biết hát nhạc Thánh Ca, bây giờ thì mở cái album Thánh Ca quý vị giật mình. Trời ơi, bài này bà có 10 năm trước mà giờ mới biết. Cái đó cũng là bậy luôn không quý vị, người ta đã có tên tuổi đâu cần tới quý vị đâu. Người ta đã có cả triệu người đâu cần quý vị biêu làm chi, rồi quý vị nói giờ người ta không đánh được, không hát được. Thầy không có binh đây là binh Khánh Thùy hay là binh chị Sina Thủy Lê hay binh bất cứ một nhân vật nào. Thầy chỉ nói theo cái lẽ phải. Lẽ phải ở đây là gì? Quyền được sống và quyền được nói. Quyền được sống là tại thầy và các chị đang ở Mỹ. Và quyền được nói là gì? Tự do ngôn luận, không có bình luận. Tại quý vị ngu, quý vị dốt, thì thầy nói cho, âm nhạc không có limit. Âm nhạc là để sử dụng cho mọi người, phục vụ Chúa và phục vụ đời sống của con người bình thường. Thành ra đừng bao giờ nói là tôi không cần biết. Quý vị vô nhà thờ hoặc quý vị vô chùa là không được đánh nhạc bolero, không được hát các tình lục dục. Vậy mà con ca sĩ mà nó ẻo quang. Nếu biết là em gõ cửa đến thăm, đúng mà cái ban MC hay cái ban của chùa mới cô không được hát, mà cái cô đó không được hát, rồi mất mẹ nó 2000, dám không? 2000 đồng thầy là cái người đi chung với chùa bút cho một cái người 2000. Chị ơi, bữa nay Phật đản mà chị hát mấy bài này sao được? Không à, tôi đi về mất tiền rồi thôi. 1000. Trời, muốn hát thì hát chứ tôi đâu có nói được cấm đâu. Có nghĩa là quý vị hiểu chưa? Có nghĩa là gì? Cái ngôn ngữ âm nhạc, nhưng mà một cái là tôn thờ tình yêu, một cái tôn thờ Chúa. Nhưng mà lỡ như vậy sao? Nhà thờ mất tiền, chùa cũng mất tiền, không làm được gì hết. Rồi bây giờ để chứng minh, ủa sao nghe bà Khánh Thùy lúc nào bà cũng hát ra Silo, Rock, Bolero, Rumba, Cha Cha, Tango. Ủa, nói từ mà hơi tục tiểu. Éo mẹ, nó làm gì có thấy mà Khánh Thùy mà hát được nhạc đạo không? Trời ơi, quý vị làm tôi mà còn lầm nữa, tôi mà ở gần bà tôi lầm. Em có sure là em hát được nhạc Thánh Ca đấy. Trời ơi, em xin trưởng trong nhà thờ mà thầy nói gì đó. Trời ơi, tôi ở với ông bao nhiêu lâu mà ông nói ông mà là người trong cuộc. Ông cho tôi một cái nhân vật mà ông bỏ ở bên YouTube bây giờ không nhớ. Thầy xóa memory quý vị, khi mà làm cho một người thi ân cất bất cần báo, bây giờ lục ra cái cũ mới khám phá là thì có một cái kho vàng. Rồi tình cờ khi mà những cái Facebook sách đau thì thầy đưa cho chị Khánh Thùy thấy đó, cha vô nè, ma sơ vô nè. Ủa tại sao cha nhà thờ xin những bài nhạc của em phát cho giáo dân nghe, ngay cả linh mục này rõ ràng là sơ nè. Ủa tại sao mà không đếm này cho mọi người coi? Thì chị Thùy em lại mắc cỡ đó. Rồi bây giờ mới ân hận là gì? Những người mà hoàng không biết Khánh Thùy là ai thì bây giờ nên biết. Giờ bây giờ đầy ở bên bển mấy chục triệu, không phải là mới post có 150 người hoặc là 500 người, không phải đâu quý vị. Rồi bây giờ thành viên đây đánh tiếp hai bài của Khánh Thùy mà trong album của Khánh Thùy. Hồi nãy quý vị được nghe hai bài thì phải vô cái lớp. Rồi bây giờ thầy đánh tiếp hai bài, cái thầy dùng cái khả năng của người đánh trống tình ca mà diễn tả bên nhạc Thánh Ca. Tại vì lỗi là sao? Lỗi là thầy là cái người làm Thánh Ca cho chị. Ủa quý vị, cái thằng đầu trọc Phan Đình Thùng nó hát nhạc Thánh Ca chả có ai nói, là tại vì nó nổi tiếng, không ai dám nói. Mà thử mà thầy vừa mới hát Thánh Ca lên coi, trời ơi, người ta chửi là trời, cái thằng đầu trọc này là ông thầy Duy Thành Tán sao hát Thánh Ca, ổng là Phật giáo. Bậy. Có nghĩa là nếu mà Chúa gọi tới, thầy phải hát, thầy phải hát. Cao cung lên cung nhang tiền thần suốt, hòa trong làn gió nhẹ nhẹ vấn vương. Thì bắt buộc nếu mà Chúa gọi đây thì Chúa không gọi thầy thôi. Nhưng mà Chúa gọi được thầy để giúp cho các chị hoàn thành cái nhiệm vụ là con chiên của Ngài thì thầy phải làm thôi. Thầy không thể từ chối được nha các em. Đừng có nghĩ là thầy là đạo Phật, thầy biết khỉ gì mà Thánh Ca, mà thầy bạn đọc hòa âm Thánh Ca. Vậy mà có người đi vô đó, có trúc hồ vô đó, lúc mà thầy đưa cho chị Thùy mới là quảng hồn. Rõ ràng trúc hồ SVTN hỏi tiền thầy, hỏi ủa ai hòa âm lại mấy cái bài này. Rồi quý vị hiểu chưa? Thầy đừng thấy thầy nhỏ bé như vậy, cho cái chỗ bự thì không cần bự thôi.
Thì từ từ tại em lo cho nhạc đạo rồi từ từ tình ca hay gì em làm được hết đó quý vị. Thank you.
Chúa, nói lòng bác ái mà quý vị không bác ái gì, quý vị đâu phải con Chúa đâu.